Mời tới tất cả các anh chị mình đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Diễm là sáng nào mình cũng đồng hành, mình lựa chọn sự phát triển để thực hiện những cái ước mơ, những mục tiêu mà các anh chị đặt ra ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra quyết định về kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong cái buổi sáng ngày hôm nay trước khi mình bắt đầu. Rồi, mình sẽ cùng nhau đón định các anh chị nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cái ngày hôm qua thì chúng ta đã đi qua một số những thói quen hàng ngày của người thành công và giàu có rồi ạ. Ngày hôm nay thì dì với các chị chúng ta sẽ đi qua tiếp những cái thói quen tiếp theo để mình có thể là rèn luyện cho chính mình mỗi ngày các chị nha. Cái thói quen tiếp theo trong ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ những cái người thành công và giàu có họ có một cái thói quen, đó là họ sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Các chị ghi giúp Diễm nha. Chúng ta ghi ở thì hiện tại luôn. Đó là tôi sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Người thành công thì họ tránh những cái gì mà nó thái quá, là những cảm xúc thất thường. Cảm xúc thất thường có nghĩa là cảm xúc lên xuống. Lúc đó thì cảm xúc lên rất là cao đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà đã xuống là cũng xuống rất dữ dội. Nên thường thường mà như anh chị em nào mà mới tham gia vào câu lạc bộ như vậy, mà vẫn thấy rằng là thường khi mà họ quá vui, có một cái điều gì đó nó đến mà nó làm cho họ quá phấn khích, quá vui, thì Diệp sẽ biết được rằng là nếu mà trong cái hành trình của họ gặp những điều không thuận lợi thì cái cảm xúc của họ nó sẽ bị down xuống rất là nhiều. Và mình cũng khi mà gặp những anh chị như vậy là Diệp biết rằng là rồi quá phấn khích thì là những cái lúc mà không vui chắc thì cũng không vui dữ lắm này, và cũng không làm được gì luôn. Nghĩa là sao cái cảm xúc thất thường vậy, nên là mình phải làm chủ được cái cảm xúc của mình. Cảm xúc rất quan trọng. Khi mình không làm chủ được cảm xúc của mình là mình sẽ không có năng lượng đúng không ạ? Khi mình không có vui, khi mình không vui mình không có năng lượng. Và khi mình không có năng lượng mình không có muốn làm gì hết trơn. Ở người thành công thì họ làm chủ cảm xúc khá là tốt ở chỗ này. Và để làm chủ cảm xúc tốt thì mình làm chủ tâm trí tốt. Mình luôn hướng tâm trí của mình có thể là nhìn vào những cái lợi ích, cái điều tốt đẹp tích cực, cái okay, thì mình mới làm chủ cảm xúc mình được, không có để cho nó làm lên lên quá cao, sau đó xuống rồi cũng là xuống là coi như là nằm luôn, không có làm gì hết ha. Thành ra là mình hãy làm chủ cảm xúc của mình nó tốt hơn với chị, bằng cách là mình hướng cái suy nghĩ của mình tập trung vào những điều tốt đẹp tích cực và luôn tập trung vào cái kết quả mà các anh chị mong muốn ha.
đừng có tập trung vào vấn đề đó, rồi sau cái mình tưởng tượng ra xong rồi cái mình không vui nghe chị nha. Và đối với những người thành công thì chị họ cũng tránh những cái việc nghiện ngập hoặc là ăn uống vô tội vạ, họ cũng không có tiêu xài hoang phí đúng không ạ, họ cũng rất là biết cách quản lý tài chính. Nó cái gọi là cái thói quen khác nhau ở cái chỗ quan quản lý tiền, làm ra được tiền rồi nhưng mà phải giữ được tiền, cái giữ được tiền này quan trọng lắm anh chị, giữ được tiền là quan trọng lắm. Và sao nữa là không những giữ được tiền mình phải biết cách nhân giống đồng tiền nữa, và tất nhiên là những cái điều này là mình đều có thể học được, mình đều có thể học được. Bây giờ mình kiếm nhiều tiền quá nhưng mình không có giữ được tiền thì cũng vậy thôi. Ok chị ha, chứ đừng nói chi là mình nhân giống đồng tiền. Rồi không biết là cái chị có nghe tiếng gì cũng rõ không ạ? Âm thanh nhỏ. Ok, vậy thì diện sẽ nói lớn hơn hay là cái chị ha. Rồi và tiếp theo cái chị, đó là đối với những cái người thành công thì họ kiểm soát rất là chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc. Người thành công họ kiểm soát rất là chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc, ok chị ha, mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Rồi cái chị nghe được chưa ạ? Nên cái chị anh chị nào mà mình có cái thói quen như này nè, có thói quen là khi mà người khác khen mình á, người khác khen mình á là mình vui dữ lắm, hồi hôi mình vui chứ hồi mình phấn khích à, chị vậy thì cái chị phải nghĩ cái lúc mà người khác mà không khen mình mà người ta chê thì sao ạ, rồi lúc đó là coi như là không vui, không vui không thoải mái chị, và cái niềm vui của mình giao cho bên ngoài chứ không phải là mình tự làm chủ, mà cái niềm vui á mà mình giao cho bên ngoài á, cái chỉ là cái cuộc sống mình nó không an toàn đó, nó không có bền vững, niềm vui nó không có bền vững và mình không có làm chủ được nghe chị ha. Cái niềm vui đó, để mà các anh chị có thể là làm chủ được cái niềm vui của mình nó phải đến từ bên trong, chính các anh chị phải là cái người quyết định niềm vui của mình. Khi mà các anh chị là cái người mà biết quyết định niềm vui của mình á, thì mỗi ngày trôi qua các anh chị rất là vui vẻ và hạnh phúc. Tại vì những cái sự kiện bên ngoài nó không có thể làm, nó không có thể chạm vào được để cho các anh chị vui không vui, mà chính các anh chị là cái người phải ra quyết định là mình vui hay không vui từ bên trong của mình à, chứ không phải rằng là người ta khen mình vui, người ta không khen mình là mình không vui, và cái cảm xúc của mình nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Cảm xúc của mình phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài là thấy không khỏe đâu các chị, nên là anh chị nào mà có thói quen đó thì chúng ta bắt đầu làm chủ lại nha các chị nha, chứ không khỏe đâu. Hồi Diệm đã từng chứng kiến rất là nhiều anh chị, thấy anh chị nào vô phấn khích quá đúng không, vui mà vui quá đó là biết rồi đó, biết rồi là không vui cái là trời ơi không thấy đâu luôn anh chị. Nên là người ta mới bảo rằng là có một câu nói rất là hay, đó là ngựa chạy đường dài mới biết là ngựa hay, đó là ngựa chạy đường dài mới biết là ngựa hay nghe chị. Mới vô thì ai cũng có thể phấn khích được cả, ai cũng lúc đầu mà năng động rồi bắt đầu dữ dội khí thế rồi lắm đấy chị, nhưng mà chạy hồi chạy chạy thời gian mới biết được là như thế nào. Nên thành ra Diễm rất là kiên nhẫn trong cái việc quan sát, người nào phấn khích rồi bắt đầu vô super khí đúng không, ok được tuyệt vời, giai đoạn đầu tiên để coi qua giai đoạn 2 và giai đoạn 3 còn còn có mặt không hay là chạy mất tiêu rồi. Ok chị, nên là rất là quan trọng đó, người thành công vì là họ cảm xúc chặt chẽ được cái suy nghĩ và cảm xúc họ tốt, và họ hiểu rằng cái cuộc sống là cái cuộc chạy marathon chứ không phải là chạy nước rút chị. Cuộc sống của mình không phải là mình chạy nước rút mà mình là mời một cái cuộc chạy marathon, một cuộc chạy rất là dài hạn. Nên là những người thành công họ cân bằng cuộc sống của họ với chị, họ cân bằng cho họ điều độ trong cái việc trong thời gian làm việc nè, trong cái thói quen ăn uống nè, trong cái việc là tập thể dục nè, đúng không ạ, trong cái việc là sao ạ, có thể là họ xem tivi, họ đọc sách, họ có một cái lối sống năng động lành mạnh đúng không ạ, là cái cách mà họ sử dụng internet hay điện thoại các thứ, nói chung là nhắn tin trò chuyện rất là cân bằng. Và Diễm thấy là có một số cái anh chị là mình hay có nói suy nghĩ như này, đó là mình chỉ nước rút đi, ráng đi,
Có nghĩa là trong cái trong giai đoạn hành trình mình làm giàu phải không, thì mình là tập trung vào sự nghiệp, mình tập trung vào công việc gia đình hay sức khỏe này kia thì mình để qua một bên, theo kiểu mình hy sinh đó các anh chị. Và mình bảo rằng là sao ạ, trời ơi tôi là người đi kiếm tiền phải không, phải thế tôi đi từ sáng đến tối đến khuya tôi mới về, vợ con ở nhà chả biết gì hết trơn trời, mà còn về còn không vui các thứ là bắt đầu nói là sao ạ, tôi là công lớn nhất tôi mang tiền về rồi các thứ. Và trong đầu họ nghĩ rằng là thôi bây giờ kệ đi, mình phải hy sinh gia đình để mà mình kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, nhưng mà cái chủ đích của mình cũng là lo cho gia đình. Mình thương gia đình vậy thôi chứ muốn gì nữa. Có nghĩa là sao, là cái tư duy cái chị gọi là hy sinh vì tiền bạc thì hiện tại trong trong thời điểm này cứ hy sinh gia đình trước đi, nhưng mà có tiền. Và khoảng thời gian sau vì cái tư duy đó các chị, vì bên trong nó không có đủ đầy nên là thời gian sau cái tự nhiên thấy gia đình không hạnh phúc, tiền cũng không thấy đâu mà gia đình cũng không hạnh phúc luôn, sức khỏe thì chắc chắn là sức khỏe cũng không có đâu các anh chị, tại vì mình có chăm sóc sức khỏe thôi, mà có được có một cái là cái gì mà mình nuôi dưỡng thì nó mới lớn lên, cái gì mình tập trung nó phát triển, cái gì mình vận động thì nó to ra đúng không ạ, cái gì mà mình không nuôi dưỡng nó không phát triển, nó không có tự động phát triển như vậy. Có một cái thí nghiệm có một cái thí nghiệm trên ba hũ cơm này các chị ha, thí nghiệm này các chị cũng có thể làm. Người ta lấy ba cái hũ cơm người ta thí nghiệm, một cái hũ cơm thì người ta sẽ nói những lời yêu thương, một hũ cơm thì người ta sẽ nói những cái lời ghét bỏ, còn một cái hũ cơm là người ta chả đụng chạm gì tới hết trơn, để đó thôi. Và sau 2 tuần cứ nói liên tục như vậy các chị, sau 2 tuần thì một cái điều tuyệt vời xảy ra, là cái hũ cơm mà người ta nói những cái lời học tích cực á, thì nó mốc, nó đen, nó rất là không được thơm, và cái hũ cơm mà người ta chả đụng chạm gì tới nó luôn nghe chị, nó cũng mốc, nó cũng đen, cũng chả được thơm, nhưng mà cái hũ cơm mà nói như là yêu thương thì sao ạ, trời ơi nghe chị, nó trắng, nó vẫn trắng, nó vẫn sáng và nó rất là thơm luôn, nó bốc ra một cái mùi rất là thơm. Đây là thí nghiệm có thật các chị. Hoặc là ở bên Dubai người ta thí nghiệm trên cái cây, trên cái cây cái gì, 2 cái cây người ta đem vào trường và cho học sinh thí nghiệm luôn. Một cái cây thì người ta nói là yêu thương, và một cái cây thì nên nói những lời ghét bỏ. Sau 2 tuần sau nhìn lại thì cái cây mà nói những cái lời mà không tích cực đó, nó không lớn nổi cái chị, nó héo luôn, còn cái cây mà nói lời yêu thương thì nó phát triển rất là nhanh và nó lớn tươi tốt đó. Thì sau khi có rất nhiều thí nghiệm như vậy thì người ta mới đưa ra kết luận rằng là cái suy nghĩ và cái lời nói của mình nó có thể tác động không những tới mình mà tới những người xung quanh. Nếu mà hàng ngày mình tự nói những cái lời yêu thương với mình đó nghe chị, với cơ thể của mình nói những lời tốt đẹp, tại vì có phải là khi mà hàng ngày mà mình nói những lời yêu thương tốt đẹp với mình á, thì các chị sẽ thấy rằng là cơ thể của mình nó sẽ rất là khỏe khoắn, nó sẽ rất là năng lượng, nó vui vẻ, nó hạnh phúc. Vì thế là sao ạ, mình cũng làm việc học tập hiệu quả hơn. Còn nếu mà hàng ngày mình cũng chỉ dùng những ngôn từ không tích cực với mình á, thì điều sẽ ra cơ thể của mình nó sẽ ngày càng không có khỏe, thứ nhất là không khỏe, thứ hai không có năng lượng, thứ ba là sao ạ, cái công việc của mình các thứ nó cũng không có được suôn sẻ, và những người xung quanh cũng vậy. Cái lời nói và suy nghĩ của mình nên chỉ có thể tác động chính mình và những người xung quanh luôn. Nếu mà những người xung quanh, những cái gia đình của mình mà các anh chị luôn nói những lời tốt đẹp với gia đình của mình, thì gia đình của mình ngày càng hạnh phúc hơn, những người xung quanh của các anh chị họ cũng xinh đẹp hơn, cũng vui vẻ hơn, họ cũng năng lượng hơn, và gia đình hạnh phúc hơn, nói chuyện hiển nhiên là các chị ha. Vậy thì mình cần phải cân bằng như vậy, đây là mình một cái cuộc chạy marathon như vậy, mình không có hy sinh, mình chỉ cần nghĩ rằng là thôi kệ, mình hy sinh gia đình của mình vì để kiếm 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 tiền cái chị, thì một thời gian sau cái gì mà cái chị hy sinh thì cái đó nó sẽ không phát triển được, và lúc đó là sao ạ, lúc đó mình lại tốn lại cái thời gian mình nuôi dưỡng lại, có phải không? Bây giờ kiếm tiền để hy sinh gia đình, để cũng để lo cho gia đình thôi, bây giờ cuối cùng gia đình không hạnh phúc thì mình lại tốn cái thời gian để nuôi dưỡng gia đình lại mà. Nên thành ra Diễm nói các anh chị rằng là đối với những người thành công, họ
biết được điều này nó rất là cân bằng. Ok, à, bây giờ Diễm sẽ lấy cái mic nha. Số các chị đó là nghe tiếng nhỏ, mấy chị chờ Diễm 2 phút đi ạ. Diễm sẽ lấy mic nha các anh chị, cảm ơn các anh chị. Như vậy không biết là các anh chị có nghe rõ hơn chưa ạ? Rồi bây giờ Diễm sẽ tiếp tục chia sẻ nha các anh chị. Rồi, mình đã gắn thêm cái mic rồi đó. Ok các anh chị nha. Nên á, cái lời khuyên đúng không ạ? Cái lời khuyên các anh chị mà chúng ta cần phải lựa chọn. Cái này là sự lựa chọn thôi. Các chị ha, không phải là mình bảo rằng là tại vì mình không còn cái cách nào, mình không có cái con đường nào hết, cái đó là cái điều mà mình cũng chả muốn. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay khi mà các anh chị đồng hành cùng với câu lạc bộ thì mình biết rằng là bên trong mình các anh chị còn có sức mạnh của tiềm thức và mình có những quy luật vũ trụ, chúng ta có thể tận dụng những quy luật của vũ trụ để mình đạt được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống. Luôn luôn có cái con đường, luôn luôn có cái công thức để giúp cho các anh chị đạt được những mục tiêu các anh chị đặt ra nha. Nên là mình hãy lựa chọn sao ạ, các anh chị lựa chọn là mình có cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Và trên cái hành trình mà mình xây dựng ước mơ của mình cũng phải thịnh vượng về tài chính luôn. Các anh chị ghi giúp Diễm câu đó đi ạ. Trên cái hành trình mà các anh chị thực hiện ước mơ của mình cũng phải thịnh vượng về tài chính các anh chị. Mình nếu mà mình đã đưa ra cái quyết định hay đưa ra lựa chọn thì mình phải suy nghĩ xem cái lựa chọn nào nó khôn ngoan nhất. Hồi xưa khi mà Diễm nghe được cái tư duy này các anh chị, xưa khi mà Diễm nghe được cái tư duy này là trên cái hành trình, hồi xưa mình cứ nghĩ như thế này nè, là trên cái hành trình mà mình xây dựng sự thịnh vượng á, là mình phải tiết kiệm, mình phải gói ghém, mình phải ráng sống một cái cuộc sống mà đơn giản các thứ thôi để mà mình có thể thực hiện ước mơ. Nhưng mà sau khi Diễm đọc một cái cuốn sách của một vị tỷ phú nha chị, và ông ấy nói rằng là bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn rằng là trên cái, tại vì cái cuộc sống của mình là cái hành trình, bạn có quyền lựa chọn là trên cái hành trình bạn thực hiện ước mơ bạn vẫn có cuộc sống thịnh vượng về tài chính. Sau khi mình nghe được cái tư duy này chị, nó cái đầu mình mở rộng ra. Và từ cái quyết định là kệ, ráng ráng nhịn trên hành trình thực hiện ước mơ thì mình đã thay đổi lại cái quyết định của mình. Đó là trên cái hành trình mà mình thực hiện mục tiêu thì mình vẫn có cuộc sống thịnh vượng, tự do về tài chính luôn. Và khi mà Diễm thay đổi quyết định thì cái chị biết điều gì sẽ ra mà nó diễn ra chính xác như vậy luôn anh chị. Chuyện nó hay lắm đó anh chị nha. Và hãy nhớ rằng là đây là một cái cuộc chạy marathon, thành công một hành trình. Chúng ta phải có được cả luôn về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ, luôn luôn có con đường, luôn luôn có cái công thức để giúp cho các anh chị đạt được điều này.
Cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng thì nên thì nó mới phát triển, và đừng có lựa chọn, đừng có hy sinh nha các chị. Và một cái thốt một cái điều nữa của người thành công đó là họ không có quá phấn khích hay là quá u uất. Không quá phấn khích cũng không quá u uất cái gì. Họ rất là bình tâm và tĩnh trí, các chị ghi câu này, bình tâm và tĩnh trí. Không có dễ giận dữ hay là cũng không quá phấn khích. Tư tưởng họ rất là điều độ các chị. Tư tưởng điều độ của họ làm cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh cảm thấy rất là thoải mái. Cái việc này nó giúp sao ạ? Nó giúp cải thiện những mối quan hệ tốt hơn. Và kết quả là gì ạ? Kết quả là mọi người thích được ở bên cạnh họ. Có một sự thoải mái khi mà đối diện với họ trong mọi vấn đề. Có một cái bí kíp đó chị, bí kíp rất là dễ ứng dụng để cho ai cũng có thể là rất là mong muốn ở bên cạnh nghe chị. Ai cũng muốn bên cạnh nghe chị hết. Tại vì khi mà ở bên cạnh nghe chị, họ cảm thấy được có sự an toàn. Ở bên cạnh nghe chị, họ cảm thấy rằng là sao ạ? Họ cảm thấy rất là an toàn ha, họ cảm thấy vui. Họ cảm thấy thoải mái. Các chị có mong muốn biết bí kíp này không ạ? Hay là các anh chị muốn là người ta thấy mình, ta xa lánh mình, hay là mình muốn rằng là ai cũng muốn được ở bên cạnh mình. Tại vì khi mà ở bên cạnh mình, họ cảm thấy có được sự an toàn, họ cảm thấy có được cái sự vui vẻ, hạnh phúc, họ cảm thấy họ được phát triển, họ cảm thấy rằng sao ạ, họ có giá trị hơn. Cái bí kíp mà Diệu cũng hay dùng để mà ai cũng muốn được ở bên cạnh mình, thì thứ nhất mình phải luôn luôn nhìn thấy được những cái điểm mạnh của người khác. Mình phải luôn luôn tập trung vào những cái điểm mạnh của người khác anh chị, luôn luôn tập trung vào những cái điểm tốt của người khác, luôn tập trung vào những cái điểm mạnh, luôn tập trung vào những cái điểm tốt. Khen ngợi thường á cái gì. Ngày hôm qua Dũng có chia sẻ là không biết sao Dũng nhìn anh chị nào Dũng cũng thấy anh chị rất là đẹp, mà anh chị có một cái nét đẹp riêng mà không ai có. Thực sự mình cũng không hiểu sao mình nhìn ai mình thấy họ cũng đẹp hết trơn. Nữ cái anh chị nữ vậy, cái anh chị nam cũng vậy. Là lúc mình cũng hỏi mà thấy đẹp thiệt đó nha, chứ không phải là thấy đẹp theo kiểu là mình xã giao tạo mối quan hệ đâu, không phải thôi. Tại vì cái chị ở đây là phiên bản độc nhất mà, đâu có ai giống cái chị đâu mà đem đi so sánh mà. Nên là thành ra mỗi anh chị ở đây có một cái nét đẹp riêng. Nên là Diễm mà gặp ai á, đa số Diễm nhìn vào những nét đẹp của họ để mình khen, mà khen thiệt. Cái Đúng không? hôm bữa có một bạn hỏi Diễm như này, các bạn hỏi Diễm mình ví dụ như là mình nói là gặp ai mình cũng khen, vậy thì khen xạo được không, khen xạo được không? Xong rồi Diễm mới bảo rằng là mắc mới gì phải khen xạo, một trên người người ta không có một cái gì điểm đẹp hay sao mà phải khen những điểm không đúng, đúng không ạ? Sẽ luôn luôn có những cái điểm mạnh và những cái điều tốt đẹp ở người khác, người sao không nhìn những cái điều tốt đẹp người khác mà khen đi, tập trung vào những cái điều không tốt người khác làm gì. Tất nhiên là khen thật lòng đó nghe chị. Khen thật lòng thì dễ mà, rất dễ, mình chỉ cần quan sát xem họ có những điểm mạnh gì thì mình tập trung vào điểm mạnh mình khen, chứ tự nhiên đi đi, đi khen những điều không đúng sao được. Khen những cái không đúng là người ta biết ngay nghe chị, người ta biết rồi, rồi như này như kia. Thì Diễm kể cho anh chị nghe câu chuyện rất vui. Đợt đó Diễm có một cái người bạn. Và cái người bạn này của mình á, thì bạn ấy không có tự tin về, từ nhỏ tới giờ luôn nha, là bạn ấy không có tự tin về cái hàm răng của mình. Cái bữa đó Diễm với bạn ấy đi, bạn nữ nha, cái chị bạn nữ, Diễm với bạn ấy đi chơi. Chơi xong rồi có gặp một một chàng trai. Chàng trai này muốn cũng muốn muốn cua đúng không, người bạn của mình. Sau đó khen người bạn của mình như nè: em ơi em có hàm răng đẹp quá.
chị là còn hồi Diễm nghe xong á thì người ta nói rồi cười mà ta nói cười mà phải không hiểu không có thể nó phải nói như thế nào, có nghĩa là người bạn của mình thì từ nhỏ tới lớn họ đã không có tự tin về cái hàm răng rồi mà đi cua người ta khen em ơi em có hàm răng đẹp quá, không biết phải nói như thế nào luôn, cái gì không biết phải nói làm sao. Người bạn của mình coi như là thay vì thiện cảm đúng không ạ, là không thiện cảm tí nào, nghĩ rằng cái người đang khịa mình đúng không, khen đúng cái mà người ta cảm thấy không tự tin rồi đang khịa mình chứ gì, cái là tự nhiên cái khen cái thành ra thành khịa mà cái người đó không phải khịa đâu các chị, cái người đó theo kiểu như là họ cũng kiếm cái họ còn khen xã giao, khen xã giao cái gì mà khen đúng cái mà người ta không tự tin là không được. Là cái gì là mình phải tìm xem những cái điểm mạnh gì mình là của đối phương đúng không ạ, là mình khen nghe chị, và bên trong của mình luôn cả luôn có một cái tình yêu thương lớn cái gì, luôn muốn nâng đỡ người khác và tự nhiên người ta thích ở bên cạnh cái anh chị thôi. Còn nếu mà mình mỗi lần mình gặp ai mình cũng đạp người ta xuống hết thì thôi rồi, ai mới ở bên cạnh mình nữa. Người ta chỉ thích ở bên cạnh những cái người mà nâng cao giá trị của họ lên thôi. Không có ai thích ở bên cạnh với một cái người mà đạp họ xuống cả. Ok chị ha. Và tiếp theo cái chuyện người thành công thì họ ăn uống, giải trí và có lối sống rất là điều độ. Cái đó cũng là một cái cách để giúp cho các anh chị nào đang làm việc đội nhóm, các anh chị có thể có khả năng lãnh đạo tốt hơn. Tại vì khi mà người ta người ta yêu thương quý mến tin tưởng mình rồi các anh chị thì người ta mới cho mình ảnh hưởng cuộc đời của họ, thì mình nói họ mới có cái xu hướng làm theo. À, chưa giờ mà họ không có yêu thương quý mến tin tưởng mình á thì các anh chị làm gì kệ các anh chị luôn, các anh chị nói họ làm ngược lại. Các anh chị hẳn nên thành ra là để mà mình có thể gây ảnh hưởng lên một ai đó thì nó đều có những cái bước đi cụ thể trơn. Anh chị nào ở đây mà các anh chị đang làm việc đội nhóm và các anh chị bảo rằng là ở chỗ quản lý con người chưa dễ tí nào cả, làm việc với con người không khỏe tí nào hết các thứ đó các anh chị, thì do là sao ạ, mình hãy học thêm những công thức người thành công trong cái việc lãnh đạo, nó đều có công thức hết nha các chị ha. Và người người không thành công thì sao ạ, người không thành công họ làm ngược lại, người không thành công thì họ không có lối sống điều độ hàng ngày, ăn uống thì sao ạ, muốn ăn gì ăn, uống gì uống, đôi lúc thì ăn quá nhiều, tâm tâm trạng thì thất thường. Nói chung là ngược lại với những cái lối sống sinh hoạt của người thành công. Ok chị hả? Nên là chúng ta biết cái điều này á, thì mình điều chỉnh được ạ, mình điều chỉnh, mình thay đổi thói quen của mình. Từ hy sinh đúng không ạ? Thì bắt đầu mình cân bằng lại cuộc sống của mình. Cân bằng sao để mà mình vẫn đạt được mục tiêu. Diễm á, cái gì là lấy mục tiêu làm gốc. Lấy mục tiêu làm gốc là sao ạ? Có nghĩa là vừa có tài chính, vừa có sức khỏe, vừa có mối quan hệ. Làm gì làm, cân bằng gì cân bằng, nhưng mục tiêu phải luôn hoàn thành. Mục tiêu về tài chính, mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu về mối quan hệ phải luôn hoàn thành. Nói chuyện về kết quả thôi, nói chuyện là chúng ta sẽ nói chuyện kết quả nha. Chứ mình không có đổ thừa được đâu nha. Mình không đổ thừa được như này nè. Em ơi, do con của chị đó, nên là chị không hoàn thành được mục tiêu. Em ơi, do chồng của chị không cho chị học á, nên thành ra chị không có hoàn thành mục tiêu. Em ơi nhiều lắm nghe chị, Diễm nghe có rất nhiều lắm hai cái chị, hay Diễm nghe có rất nhiều lắm, nên là Diễm biết được rằng là lý do tại sao mình khi mà mình nghe điều đó mình không có trách gì hết á, mà Diễm cảm thấy là nó hơi tiếc á, nó hơi tiếc chỗ nào ạ, à? Là có tiềm thức nhưng mà không dùng, có nghĩa là có ông đèn thần có quyền năng nhưng mà không chịu dùng, lại để những cái lý do đó nó trở thành niềm tin và nó cản trở. Có tiềm thức sống dùng chứ mình học tiềm thức để làm cái gì, mình học tiềm thức để làm cái gì mà mình nói rằng con của mình nó làm cho mình không đạt mục tiêu, đổ thừa cho con của mình tội nó quá nghe chị, rồi đổ thừa cho chồng nữa, chồng của chị các thứ nó chị không đạt mục tiêu, thôi người ta có làm gì đâu mà đổ thừa cái chị ha. Nên là thành ra là có tiềm thức phải dùng, không cần biết chuyện gì đang xảy ra, không cần biết trước mắt của mình là cái gì, nhưng mục tiêu đặt ra phải hoàn thành trọn vẹn nha, chứ phải hoàn thành theo kiểu tôi cậy luôn, tôi cứ đặt mục tiêu tôi trước gia đình tính sao cũng không phải không được. Mà mình phải hỏi như này nè, hỏi tiềm thức của mình là làm sao để tôi vừa đạt được mục tiêu
Tôi vừa có sức khỏe tốt và gia đình của tôi hạnh phúc. Hỏi đi là có câu trả lời ngay. Hay lắm các anh chị, tiềm thức của mình hay lắm. Chỉ cần là các anh chị tĩnh tâm lại và các anh chị đưa ra cái lựa chọn khôn ngoan nhất là tiềm thức sẽ làm hết. Này các anh chị ha. Rồi và thói quen tiếp theo các anh chị. Thói quen tiếp theo của người thành công nha, là tôi hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Tôi hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Nó sẽ có hai cái hành động, nó sẽ có hai thứ ở đây. Nó luôn có một cái cuộc đấu tranh nổi lên bên trong mình đúng không ạ? Một là hành động, hai là trì hoãn. Một là hành động ngay lập tức, hai là sao ạ? Hai là mình trì hoãn. Hồi xưa khi mà chưa vào câu lạc bộ thì Dũng cũng có cái thói quen này, là thói quen trì hoãn. Và thói quen trì hoãn này là thói quen của người không có thành công, đều có chung thói quen này. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là đôi khi mình biết được là mình muốn làm cái gì, mình cần làm cái gì luôn đó các anh chị, nhưng mà mình không làm. Mình biết được là cái hành trình đó, cái con đường đó sẽ giúp cho mình thành công, nhưng mình không có làm. Mình nói rằng là mình trì hoãn như này nè. Hỏi này là Diễm hồi xưa nha. Hồi xưa Diễm nghĩ như này nè: trời ơi bây giờ mình phải tu luyện đi, mình đợi mình hoàn hảo đi mình làm. Cái đó là Diễm hồi xưa. Mình đợi đi, mình đợi khi nào mà mình hoàn hảo mình mới làm. Chứ giờ mình chưa biết rõ mà sao mình dám làm được. Không làm được, tại vì sợ không thành công. Tại vì mình chưa biết rõ đó, nên là mình làm sợ không thành công sao quê. Người ta cười. Nên lúc đó mình trì hoãn cái gì? Trì hoãn, sau đó mình tìm đủ lý do để không làm luôn. Quen mà. Quen hồi xưa Diễm cũng vậy mà, nên là Diễm biết rõ lắm. Diễm cũng từ nơi của cái chị Diễm đi lên mà, cái nên là Diễm biết rõ. Cái chị có thói quen gì hồi xưa Diễm có thói quen đó. Cái chị có những cái suy nghĩ gì rồi hồi xưa Diễm có y chang suy nghĩ đó. Mình từ đó đi lên mà. Đôi khi cái chị đôi khi mình trì hoãn quá, cái mình cũng thành ra cái mình tự trách bản thân của mình, nói trời ơi sao vậy cái thứ mà cái thứ sao mình không có cuộc sống như mình mong muốn, vì bên trong của mình nó có nhiều nỗi sợ nên là thành ra mình không dám làm gì trơn. Cho đến khi Diễm tham gia một môi trường câu lạc bộ, tham gia một môi trường câu lạc bộ, cái chị mình được rèn luyện và mình biết được rằng thói quen của người giàu là gì. Cái gì đó là chỉ số hành động của họ rất cao. Người giàu cái chỉ số hành động của họ rất cao. Bắt đầu Diễm mới thay đổi lại cái niềm tin và tư duy của mình, thay đổi dần dần. Khi mà các anh chị đồng hành cùng mình cùng câu lạc bộ phát triển mỗi ngày á, mưa dầm thấm lâu, có ngày nào cũng nghe 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 cái nó thấm, là của mình không hay. Diễm cũng vậy. Diễm học câu lạc bộ một thời gian cái thấm lúc nào cũng hay. Mình từ một cái người rất là trì hoãn trở thành một cái người có chỉ số hành động bây giờ rất là cao. Và sao ạ? Và mỗi ngày mình đều hành động theo cái mục tiêu của mình mỗi ngày. Thay vì hồi xưa là đặt đặt mục tiêu xong, là ngày đầu là đặt mục tiêu thôi, xong những ngày sau là quên luôn, chả nhớ tới mục tiêu. Cứ làm theo thói quen cũ, hành động cũ thôi. Nhưng mà người thành công thì sao ạ? Họ hành động theo cái ước mơ mục tiêu của họ. Khi mà mình hành động theo ước mơ mục tiêu á, thì nó sẽ đẩy mình về phía trước đúng không ạ? Và hành động với chị, khi mà chúng ta hành động thì nó mới có một cái điều đó xảy ra. Khi mà các anh chị tác động một lực sẽ có một lực tương đương tác động lại. Còn nếu như mình không 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 hành động, không làm gì hết thì chả chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình cả. Và khi mà mình hành động á, thì mình mới nhận được cái sự phản hồi. Có một số các anh chị rằng các anh chị bảo rằng đó là không thành công, mình làm không được, mình bảo rằng là đó là không thành công, nhưng mà không phải đâu các anh chị, đơn giản đó là sự phản hồi thôi. Không phải là không thành công, vì ví dụ như mình làm một việc cái đó mình làm không được thì đơn giản nó là cái sự phản hồi cho mình biết được rằng là mình cần phải điều chỉnh cái gì đó. Có thể là cái chiến lược này của mình nó chưa có chính xác lắm, nó chưa có đúng lắm, thì mình cần phải điều chỉnh cái gì để mình đạt được mục tiêu. Đối với những người giàu có thì thành công thì họ không có xem cái việc mà mình không làm được là thất bại, không thành công, không phải cái gì, họ xem đó là cái sự phản hồi. Cái sự phản hồi nó cho phép mình có thể điều chỉnh chỉnh hướng lại. Ok chị ha.
chứ họ không có xem đó là cái việc không thành công. Như Diễm là Diễm còn như thế này nè, khi mà Diễm biết về sứ mệnh thuốc lọc hấp dẫn, Diễm sẽ chia sẻ cho cái suy nghĩ của Diễm nha. À, chính nhờ cái suy nghĩ này nên nó làm cho mình cứ liên tục tiến về phía trước, liên tục tiến về phía trước, liên tục tiến về phía trước, chả quan tâm là công việc của mình mình đang gặp vấn đề hay là cái điều này như thế kia. Diễm thì thường có suy nghĩ như này, tại vì mình rất là tin tưởng vào tiềm thức vũ trụ, và Diễm luôn có niềm tin nha các chị, niềm tin mạnh lắm. Đó là tiềm thức của vũ trụ chỉ luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mình thôi. Đây là cái câu mà là cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nó trở thành niềm tin. Tiềm thức và vũ trụ chỉ luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mình thôi, nên là thành ra cái việc này đến là chắc chắn nó giúp cho mình thành công nè. Ừ, nó vậy đó cái chị, việc này đến chắc chắn là để giúp cho mình thành công nè. Có thể là bây giờ mình chưa hiểu thôi, bây giờ bằng mắt thường mình chưa hiểu thôi, nhưng mà khi mà mình đạt được mục tiêu rồi thì mình sẽ hiểu được lý do tại sao việc này nó đến, việc này đến để giúp cho mình thành công hơn. Và khi mà mình có những suy nghĩ như vậy thì sao ạ? Mình vẫn tiếp tục rất là năng lượng tiến lên phía trước, tập trung vào cái mục tiêu của mình cho đến khi mình đạt được thì thôi, chứ không có năng lượng. Còn đối với những người không thành công thì sao ạ? Ví dụ như là họ làm việc trên cái hành trình đi, cái gặp những điều không thuận lợi xong cái suy nghĩ rồi chắc là mình không làm được đâu, chắc là mình không phù hợp đâu, thế là sao ạ? Bị không có năng lượng thì suy nghĩ không tích cực làm sao có năng lượng được. Và khi mà không có năng lượng thì không hành động nữa, và nếu mà không hành động, không tiến lên phía trước nữa thì sao ạ? Thì thụt lùi lại, và cuối cùng là có một số anh chị thì cứ nằm đó luôn, không chịu đứng dậy. Còn số người thì tốn rất nhiều thời gian, tốn tầm khoảng vài tuần vài tháng cho nó, sau đó đứng dậy đi tiếp. Còn số người thì dừng lại luôn. Còn đối với người thành công cái gì, đơn giản, còn nghĩ đơn giản, ok, hành động này nó chưa có được thì có thể là cần phải điều chỉnh chỗ nào rồi tiến lên phía trước tiếp, đơn giản vậy thôi. Như Diễm cũng vậy, Diễm thì có niềm tin mạnh mẽ hơn, đó là vũ trụ và tiềm thức luôn mang đến cho mình những điều tốt đẹp nhất. Vậy thì thông qua cái điều này, vũ trụ muốn nhắn nhủ mình cái lời nhắn nhủ gì, cái bài học gì, để mà mình khi mình tốt nghiệp bài học này thì mình lại tiếp tục có thể là đạt được cái mục tiêu của mình nhanh hơn. À, nên là sau khi mà mình gặp những điều không thuận lợi thì thường mình sẽ quan sát lại, thì sẽ bên trong của mình cần điều chỉnh cái gì. Hai cái chị ha, điều chỉnh, và Diễm biết rằng là khi mình hoàn thiện mình điều này thì mình sẽ đạt được mục tiêu, niềm tin luôn như vậy luôn. Nên nó Diễm nói cái gì, Diễm đi rất nhanh, mình đi nhanh là tại vì mình không có tốn cái thời gian mình dừng lại, mình nằm chèm bẹp á, không có tốn thời gian đó, mà là liên tục tiến về phía trước, liên tục tiến về phía trước, liên tục tiến về phía trước, liên tục tiến về phía trước. Các anh chị cũng có thể là lấy cái suy nghĩ này của Diễm để mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Nên là tại sao mình luôn luôn năng lượng là vậy. Năng lượng nó đến từ đâu ạ? Năng lượng đến từ suy nghĩ. Năng lượng đến từ suy nghĩ. Chỉ cần các anh chị làm chủ cái suy nghĩ của mình tốt thì các anh chị sẽ có năng lượng. Năng lượng nó bằng với ngân lượng, đồng nghĩa với cái việc là mọi suy nghĩ của các anh chị nó sẽ tạo ra tiền bạc, hoặc một là tài sản, hai là tiêu sản. Và đó là cái sự lựa chọn của mỗi người, lựa chọn một cách miễn phí luôn, đúng không ạ? Đâu có ai ép được các anh chị suy nghĩ cái gì đâu. Quan trọng là các anh chị làm chọn, lựa chọn những suy nghĩ nào giúp cho các anh chị tạo ra tài sản thôi. Nên là Diễm luôn luôn lựa chọn những suy nghĩ giúp cho mình tạo ra tài sản anh chị. Thay vì mình nghĩ rằng là tôi không đủ giỏi, tôi không đủ tốt, tôi không làm được rồi, tôi không thành công đâu, việc này đến là coi như là không ổn rồi, thay vì suy nghĩ như vậy, đúng không ạ? Suy nghĩ như vậy thì mình biết tiềm thức rồi, mình suy nghĩ sao đúng vậy mà. Vậy thì mình hãy suy nghĩ ngược lại, tiềm thức vũ trụ yêu thương mình lắm mà, việc này đến chắc chắn để giúp mình thành công nè, tốt nghiệp bài học. Sau đó khi mà mình tin rằng khi mình tốt nghiệp bài học thì mình sẽ đạt được mục tiêu và cứ tiến lên tiếp, nó vậy đó cái gì. Nên thành ra mình đi rất là nhanh. Hai cái chị ha, năng lượng đến từ suy nghĩ đó. Các anh chị làm chủ, tại sao các anh chị hỏi nè, cái chủ nhóm trong câu lạc bộ mình ai cũng năng lượng, ai cũng năng lượng từ sáng đến tối, đúng không ạ? Ngoài cái việc ăn đúng uống đủ, vận động hợp lý, có lối sống năng động lành mạnh, đó là một yếu tố. Một yếu tố thứ hai đó là vì từ sáng đến tối chỉ luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp tích cực thôi, thì lấy gì mà không năng lượng, lấy gì mà không nhe răng cười. Cái chị tập nhe răng cười tươi ấy, chị
À, khi mà cái anh chị cười á, là khi mà cái anh chị cười, cơ thể của mình nó sinh ra một cái hormone làm cho mình rất là tích cực, nên cái anh chị thấy Diễm cười hoài, lên Zoom cười, lên Zoom sáng đó cái anh chị là cười, mở Zoom ra là cười, cười tới hết như hết Zoom tắt, cái chị đấy là lúc nào cũng cười chưa, cái việc nghe răng là cái việc nó giống như là nó hiện diện trên gương mặt luôn, lúc nào thấy mình cười. Mà cái việc trì hoãn nó cũng đến từ lo sợ đúng không ạ nè, nên là thành ra cái chị thay vì mình giữ thói quen trì hoãn ha, thì các anh chị hãy trở thành một cái người quyết đoán hơn. Mà để mà quyết đoán được thì tất nhiên mình phải gia tăng sự hiểu biết của mình. Khi mà các anh chị có được sự hiểu biết thì các anh chị sẽ không còn là cái nỗi sợ nữa. Còn khi mà mình không có sự hiểu biết á, mình lo sợ đúng không ạ, mình lo sợ không biết là nó làm sao như thế nào, à, gia tăng cái trí tuệ mình là phát triển mỗi ngày, có được cái sự hiểu biết trong những việc mình làm thì các anh chị sẽ ra quyết định rất là nhanh chứ không có bị trì hoãn. Và mỗi ngày chúng ta, mỗi hành động của mình cần phải biết được rằng là hành động này nó có giúp giúp cho mình đạt mục tiêu hay không. Phải có mục tiêu ngày nha các anh chị. Mục tiêu ngày là phải có ạ. Mục tiêu tuần, mục tiêu tháng. Tại vì nếu như mà mỗi ngày trôi qua mà các anh chị không biết được ngày hôm nay mình đạt được cái gì, là ngày hôm đó mình không có cái gì đâu các anh chị. Nếu mà các anh chị đặt hàng vũ trụ ngày hôm nay mình đạt được cái gì, cái gì, cái gì, cái gì thì cái gì sẽ có. Còn nếu mà các anh chị không đặt hàng mình không có. Nên thành ra mỗi ngày các anh chị phải có mục tiêu ngày. Ngày hôm nay các chị hoàn thành những cái gì, và khi mình hoàn thành 30 ngày thì mình sẽ đạt được mục tiêu tháng. Mục tiêu ngày nha, Diễm ngày nào có mục tiêu ngày. Mục tiêu ngày của Diễm các anh chị bám rất sát mục tiêu mà đặt ra. Bám rất là sát mục tiêu 30 ngày. Ngày nào mà Diễm cùng với các anh chị nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng rồi đó, là Diễm đang hình dung tưởng tượng là mục tiêu ngày hôm nay là mình đạt được cái gì, cái gì, cái gì, nó phải chính xác như vậy. Nên là tại sao luôn luôn Diễm hoàn thành được mục tiêu tháng, là vì Diễm luôn bám sát mục tiêu ngày. Thầy chị ha. Và thói quen tiếp theo, ngoài cái việc đối với những cái người thành công và giàu có thì chị họ luôn hành động đúng không ạ, họ luôn hành động theo một cái mục tiêu mỗi ngày, thì họ luôn thực hành tư duy giàu có mỗi ngày. Cái chị kiếm Diễm nha, tôi thực hành tư duy giàu có mỗi ngày. Tôi thực hành tư duy giàu có mỗi ngày. Tư duy giàu có là sao ạ? À, khi mà các anh chị đồng hành cùng với lại câu lạc bộ thì các anh chị đã có rất là nhiều suy nghĩ của người giàu có rất nhiều thói quen của người giàu có, nhưng mà quan trọng là các anh chị có thực hành theo hay không. Nếu mà mình ghi chép xong, mình đóng tập lại rồi mình dẹp qua một bên đó các anh chị. Thì sao ạ? Thì chả chuyện gì xảy ra. Còn nếu như mà mình ghi chép xong, cái chị biết rằng là ghi chép á, nó là giống như là cái chị đã cập nhật bản đồ. Mỗi ngày mình cập nhật cái bản đồ của mình, mỗi ngày nó lại càng rõ ràng hơn. À, đơn giản chỉ là cái chị ngồi vẽ bản đồ thôi nha. Khi mà cái chị ghi chép, cái chị đang ngồi vẽ bản đồ để đi đến cái hành trình mục tiêu của mình. Cái chị cập nhật bản đồ mỗi ngày, nhưng mà mình phải đi trên cái tấm bản đồ đó thì mình mới đến được. Còn nếu mà các anh chị không đi thì không đến được. Hôm bữa có một cái người anh hỏi Diễm như này: em ơi, công thức câu lạc bộ của bên em hay quá, sao không giúp cho mọi người thành công hết đi, sao có người thành công có người lại không thành công hết, tình yêu thương lớn quá mà sao không giúp mọi người thành công hết đi. Thì khi mà Diễm nghe cái câu hỏi này thì Diễm nhớ tới một cái câu chuyện. Câu chuyện này là một cái câu chuyện của Đức Phật. Đức Phật các chị, một hôm có một cái chàng trai, sau khi Đức Phật có một cái buổi giảng, chàng trai tới hỏi Đức Phật như này. Nó là sao ông tình yêu thương lớn quá, ông không giúp đỡ mọi người. Ông không có giúp đỡ cho mọi người hết đi, thoát 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 được cái thoát khổ không, sao không giúp đỡ mọi người hết đi. Đó có gì, có một câu, có những câu chuyện. Sau đó Đức Phật trả lời rằng như này cái gì,
là Đức Phật là cái người chỉ con đường đúng không ạ? Nhưng mà người nào đi mới tới được, còn không đi không tới được. Người nào đi đến, người nào không đi không đến. Nên là tại tại sao phải tự thắp đuốc lên mà đi, phải tự cầm đuốc mà đi, có tấm bản đồ rồi phải phải đi. Hoặc là những ví dụ như này cho cái chị dễ hiểu, chẳng hạn như mình có người bạn, cái mình hỏi bạn mình, ê quê bạn đâu thế, sao mà bạn mình chỉ mình đây quê mình chỗ này, ví dụ như ở ở miền Trung đi. À, bạn chạy tới cái khúc này bạn phải quẹo vô đâu đó, bạn phải quẹo bao nhiêu mét để đi thẳng, rồi quẹo trái quẹo phải gì đó, và mình có được một cái tấm bản đồ rất là kỹ. Nhưng nếu mà mình không đi thì mình có tới nhà bạn mình được không ạ? Mình không đi mình không tới nhà bạn mình được, mình phải đi mới tới. Vậy cũng giống như vậy các anh chị, khi mà các anh chị tham gia môi trường câu lạc bộ, các anh chị đã có được một tấm bản đồ thành công. Nhưng mà nếu như các anh chị không đi không tới rồi, anh chị nào các anh chị đi thì các anh chị sẽ đến, còn không đi không đến. Nếu mà bảo rằng sao giúp tất cả mọi người thành công đi thì người nào đi mới đến được chứ, được mà không đi sao mà giúp được, chẳng lẽ giờ đẩy các anh chị ha. Nên là chúng ta phải biết rằng á, chúng ta sẽ thực hành tư duy có mỗi ngày, chúng ta thực hành cách nào. Hôm bữa Diệu có hướng dẫn không ạ, cứ trong mỗi hành động của mình bây giờ mình hãy học giống như là một cái trạng thái ly nước trong, học như một ly nước trong. Học một ly nước trống là sao ạ? Trong mỗi hành động của mình, khi mà các anh chị chuẩn bị quyết định một cái gì đó, chuẩn bị đưa ra lựa chọn một cái gì đó, hãy hỏi chính mình. Nếu là một người triệu phú thì họ sẽ làm như thế nào? Tôi có tư duy triệu phú thì mình sẽ làm như thế nào? Mình có ghi chép hết rồi đúng không ạ? Mình có ghi chép hết mọi suy nghĩ, khi mà những điều thuận lợi tới thì những cái người thành công giàu có họ sẽ đón nhận như thế nào? Khi những điều không thuận lợi tới thì họ sẽ có cách cư xử ra làm sao, đối nhân xử thế, thói quen lối sống, mình đã ghi chép hết rồi, có tấm bản đồ, có lời giải rồi. Nên mình phải hỏi mình để sao ạ? Coi như là mình học lại, giống như là mình như một đứa trẻ đi, học lại từ cách ăn, cách nói, cách hành xử, cách suy nghĩ, cách sống, cách mình hành động mỗi ngày. Học lại hết, điều chỉnh lại hết cái gì. Và luôn luôn hỏi chính mình, nếu là một cái người triệu phú họ sẽ làm như thế nào. Diễm thì Diễm cũng có những cái người thầy để mình model lên. Thường ví dụ khi mà Diễm đứng trước một cái sự việc gì đó mà không biết cách xử lý như thế nào thì Diễm sẽ hay hỏi lắm, nếu như là người đó thì họ sẽ hành xử như thế nào. Và sau khi mà có được câu trả lời là ngay lập tức mình hành động theo ngay. Và bây giờ các anh chị đang mua đồ lên một người triệu phú đó, chúng ta đang học từ những cái suy nghĩ của người triệu phú đó các anh chị, mình học từng cái thói quen của người triệu phú luôn. Vậy thì nếu mà các anh chị muốn trở thành triệu phú, các chị hỏi rằng là nếu như là một triệu phú thì họ sẽ có cái cách cư xử như thế nào, và mình cứ hành động theo. Và khi mà các anh chị hành động theo thì các anh chị sẽ thấy rằng là mình sẽ tạo được kết quả. Và khi mà các anh chị hành động, các chị tạo được kết quả thì các anh chị sẽ giác ngộ trên chính cái cơ thể của mình, và cái tư duy đó, cái niềm tin đó nó thành của mình luôn. Đi rồi mình đi rồi, mình đi rồi mình đến đúng không ạ? Mình đến mình có kết quả đó các anh chị, và mình giác ngộ thực sự trên chính cơ thể của mình. Đấy, các anh chị ha. Người thành công cái gì, họ kiểm soát những thứ họ họ nghe và xem mỗi ngày. Những người thành công họ kiểm soát được những thứ họ nghe và xem mỗi ngày. Nên là những người thành công họ bảo rằng khi bạn chơi với lại 5 triệu phú thì bạn sẽ trở thành triệu phú thứ 6. Và họ rất là quản lý chặt chẽ trong cái việc họ nói chuyện với ai, họ chơi với ai, họ đang xem cái gì. Tại vì họ biết rằng là khi mà họ chơi với ai họ trở thành người đó. Khi mình chơi với ai mình trở thành người đó cái gì, khi mình xem cái gì một thời gian lặp đi lặp lại thì mình cũng sẽ trở thành người đó luôn, mình cũng sẽ trở thành cái điều đó luôn. Nên là cái chị thấy rằng anh chị nào muốn gặp Warren Buffett 5 triệu đô nhá, một tiếng đồng hồ 5 triệu đô. Muốn gặp Warren Buffett đó, cái gì muốn gặp nói chuyện với ông ấy mà có 5 triệu đô nói chuyện tiếp, 5 triệu đô nói chuyện được 1 giờ, vợ đi ăn trưa thôi phải bỏ ra 5 triệu đô. Và đối với những cái thành công giàu có cái gì, họ lựa chọn rất là kỹ những mối quan hệ họ nói chuyện, họ tiếp xúc. Nghe chị ha. Còn đối với người không thành công thì sao ạ?
ai cũng chơi, tích cực không tích cực gì chơi hết, mình tấm lòng bao la rộng lượng mà thôi mà chơi hết, không tích cực cũng nói chuyện luôn. Nên là sao à, cuộc sống đó, lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc không vui, lúc mà mình tích cực là mình vui là mình có tiền, lúc mà không tích cực là mình hết vui mình không có tiền, đơn giản vậy thôi nghe chị. À, nên mình phải kiểm soát tốt những cái thứ mình nghe và xem mỗi ngày nghe chị ha. Và một cái điều nữa là người thành công họ biết ơn tất cả những gì cuộc sống mang lại cho họ, lòng biết ơn nghe chị, họ thể hiện cái sự cảm tạ mỗi ngày trước khi đi ngủ hay là sau khi thức giấc và mỗi buổi sáng, thậm chí là mình còn viết ra giấy tất cả những cái điều họ biết ơn và họ đọc chúng mỗi ngày. Đây là thói quen chị. Những cái người giàu có thật sự thì cái tình yêu thương và lòng biết ơn họ lớn. Những cái người giàu có thật sự là cái tình yêu thương và lòng biết ơn họ lớn lắm đấy chị. Nên là họ càng ngày càng giàu hơn. Tại vì sao ạ? Họ biết ơn cha mẹ của họ. Họ biết ơn gia đình của họ. Nên là họ không có cho phép bản thân của họ có cuộc sống nghèo khó, không cho phép có cái gì đối với những cái thành công họ không cho phép luôn, vì họ yêu thương biết ơn gia đình của mình, nên là họ chỉ cho phép rằng họ phải có một cái cuộc sống thịnh vượng để họ có thể báo hiếu cho cha mẹ của mình, để họ có thể cho gia đình của họ có một cuộc sống tốt nhất, lòng biết ơn lớn cái gì. Còn thường ấy, những người nào mà không có lòng biết ơn cái gì thì sao ạ? À? Thì những gì anh ta hoặc cô ta có sẽ bị tước đi. Khi mình không có lòng biết ơn thì tôi có mình tôi vậy thôi, tuyệt vời mặt trời lắm, ai giúp tôi cũng chả biết, vị kỷ mình thôi. Còn đối với những cái thành công giàu có, vì tình yêu thương của họ lớn nên thành ra là họ luôn nhớ ơn tới những cái người đã giúp đỡ cho họ, và họ cảm thấy họ phải có trách nhiệm có một cuộc sống thịnh vượng để họ có thể báo hiếu cha mẹ của mình, để cho gia đình của mình có cuộc sống tốt hơn. Và không những như vậy đâu, tình yêu thương của họ còn mở rộng ra không chỉ cho gia đình mà còn gia tộc, họ muốn giúp đỡ cho gia tộc của mình sang một trang mới, vì biết ơn cái gì, biết ơn ông bà, biết ơn bà cha mẹ, họ cũng mong muốn rằng là sao ạ, cũng mong muốn giúp đỡ gia tộc của mình. Còn nếu như mà có một số các anh chị chỉ nghĩ cho mình thôi, mình là đủ rồi, thì mình đi làm mình có sống kiếm kiếm tiền đủ ăn là đủ rồi, đâu cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng có nhiều người các anh chị họ cảm thấy là chưa đủ, họ cảm thấy họ mong muốn báo hiếu cho gia đình nữa, nên phải có nhiều tiền hơn, thì vũ trụ cho nhiều tiền hơn để thực hiện sứ mệnh. Có nhiều người gia đình chưa đủ với gia tộc nữa thì ok, sứ mệnh của bạn nhận cho gia tộc thì vũ trụ sẽ cho nhiều tiền hơn nữa. Còn có nhiều người thì sao là tình yêu thương của họ lớn hơn nữa, họ mong muốn là giúp đỡ cho đất nước. Giúp đỡ đất nước thì sao ạ? À? Vì cái lòng biết ơn với đất nước, tình yêu thương lớn. Thế là nhận sứ mệnh thì vũ trụ ok đáp ứng cái gì và cho nhiều tiền hơn nữa. Còn có một số người thì họ mong muốn giúp đỡ cho toàn thế giới, chẳng hạn như ai à, chẳng hạn như Elon Musk này, Bill Gates nè, Warren Buffett nè. Qua như số cái chị đang xài phần mềm Microsoft à, của Bill Gates à. À, vì ông ấy muốn giúp đỡ cho toàn nhân loại mà cái gì. Nên là toàn nhân loại sử dụng dịch vụ của ông ấy, cuộc sống nó thoải mái hơn, thì ông ấy giúp đỡ được nhiều người với nhiều tiền hơn vậy thôi cái chị ha. Nên là đối với những người giàu có thì tình yêu thương và biết ơn họ cực kỳ lớn nha, lớn cái chị, nên là thành ra họ mới giàu có. À, thành ra chúng ta phải nuôi dưỡng cái chị, mình phải nuôi dưỡng cái lòng biết ơn của mình mỗi ngày. Khi mà cái lòng biết ơn của mình lớn thì tình yêu thương của mình nó cũng lớn. Ví dụ như thay vì hôm nay mình không có vui với ai đó trong gia đình của mình, là mình biết rằng là mình đang thiếu vắng đi lòng biết ơn rồi, thôi mình nuôi dưỡng lòng biết ơn, tự dưng cái mình nghĩ đến những điều mình biết ơn họ, cái tình yêu thương của mình lớn hơn, tự dưng cái mình đang giận thành hết giận, mình đang cảm thấy không thoải mái, mình lại cảm thấy thoải mái với rất yêu thương họ. À, nên khi nuôi dưỡng cái lòng biết ơn, cái chị tình yêu thương của mình nó lớn hơn mỗi ngày. Và Diễm nói cái chị là tình yêu thương nó có thể hóa giải được tất cả mọi thứ, tình yêu thương nó hóa giải được hận thù. Nơi nào mà có tình yêu thương thì nơi đó không có hận thù. À, hồi là Diễm học được một cái tư duy, đó là tình yêu thương nó hóa giải hận thù, cái mình mới ứng dụng thử. Chị Diễm ứng dụng gì, Diễm thử với Diễm ứng dụng trong cái thời điểm mà lúc đó là Diễm còn nhớ là mình đang đi làm hưởng lương,
lúc đó Diễm đang đi tìm kiếm con đường giàu có, thành ra mình nghe người ta bảo là bất động sản giàu lắm đó. Nên thành ra lúc đó Diễm cũng vào một cái công ty bất động sản để làm môi giới bất động sản. Thế là mình vào nghe chị, thì mình cũng xinh đẹp nha, thật sự ra thì mình cũng xinh đẹp á, cái mình vào có mấy bạn nữ thích mình. Mình vô cái là mình được mấy bạn nam cưng quá, bạn nữ nó không thích mình nghe chị, có một bạn nữ không thích mình, vậy họ không tự tự như tao không thích mình thôi, mình nhìn tên người ta nhìn cái mặt mình tao không thích, đơn giản vậy thôi, cái người ta làm ra mặt luôn đấy chị, làm ra mặt không thích luôn. Thế là mình học được tư duy là sao ạ? À, có một cái câu này, câu một cái câu mà Diệu đã học được là tình yêu thương có thể hóa giải hận thù, nên là nếu bạn không thích mình thì mình vẫn yêu thương bạn, bạn không thích mình thì mình vẫn đối xử tốt với bạn để xem là đúng không, mình ứng dụng thử. Gì ứng dụng mà mình đứng vui vẻ rất là hạnh phúc mỗi ngày thôi, mình vào người ta không thích mình thì mình vẫn thúc người ta đối xử không tốt với mình thì mình vẫn đối xử tốt với người ta chị, và cứ là cứ làm liên tục như vậy trong khoảng khoảng 1 2 tháng, 1 4 2 tháng sau cái tự dưng cái người mà họ không thích mình họ chuyển qua, họ rất là yêu thương quý mến tin tưởng mình, tại vì Diễm tin rằng đâu đó trong một khoảnh khắc nào đó họ sẽ nghĩ lại, cái người này có làm gì thì mình đâu nhỉ, người này đối xử tốt với mình vậy mà mình cần gì cũng giúp đó, tại sao mình lại không thích họ. Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời mình hiểu được cái câu ô tình yêu thương hóa giải hận thù thiệt. À, từ từ cái người không thích mình thì chuyển qua họ rất là yêu thương với mấy tin tưởng mình luôn, vì đơn giản Diễm nghĩ đơn giản như này nè, là vì họ chưa biết mình là ai, họ cũng chưa hiểu mình là ai nên họ không thích mình là vì họ chưa hiểu mình thôi, nên là không không có mới gì, họ không thích mình không thích lại trơn, mình cứ bình thường, mình cứ sống vui vẻ hạnh phúc, họ cần gì mình giúp đỡ như bình thường vậy. Và cuối cùng là hóa giải được, mình thấy hay thế nha, mà tuyệt vời, tình yêu thương có thể hóa giải được mọi thứ này chị ha. Còn mình càng không vui với chị, mình càng không thoải mái, mình càng không hạnh phúc thì sao ạ? Mình càng trả đũa đó thì nó lại càng lớn hơn, nên là trong mối quan hệ thì không không có ai đúng cũng đừng có ai sai, quan trọng là bạn muốn hạnh phúc hay không thôi, nhường nhường một hai câu nói có gì đâu, đúng nghe chị, nhiều một hai câu nói cũng chả có gì, quan trọng là gia đình hạnh phúc, chủ đích kết quả cuối cùng là gia đình hạnh phúc, ok chị ha. Nên là chúng ta cần phải rèn luyện cái lòng biết ơn mỗi ngày nha, đối với người thành công thì họ luôn rèn luyện lòng biết ơn mỗi ngày, mỗi ngày thì Diễm cùng với lại các anh chị ở đây chúng ta cũng đang rèn luyện lòng biết ơn đó các chị, biết ơn đó, nó làm cho mình nó bình an bên trong tâm trí, mình vui vẻ, mình hạnh phúc. Khi mà mình biết là biết ơn là mình cũng đang nuôi dưỡng cái hạnh phúc của mình lớn lên mỗi ngày. Chứ hồi hồi trước kia đó cái chị, hồi trước kia Diễm là một cái người là hy sinh lắm, nên là vì vậy mà bên trong của mình nó không có trọn vẹn, nó không có vui. Nhưng mà từ khi mà Diễm mới vào câu lạc bộ mình rèn luyện tình yêu thương là biết ơn các thứ là phát triển tư duy lên. À, thì bây giờ mình đã biết hạnh phúc từ bên trong rồi. Niềm vui của mình đã làm chủ được. À, và nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày. Lâu lâu mà mình thấy là lâu lâu mình thấy là mình có gì đó cảm xúc không vui là mình biết rồi đó, là mình biết là mình đang chưa đủ lòng biết ơn rồi đó các chị. À, là ngay lập tức Diễm quay vào bên trong biết là biết ơn ngay, nuôi dưỡng lòng biết ơn mạnh mẽ hơn đây các chị ha. Rồi thói quen tiếp theo, thói quen giàu có tiếp theo các chị, đối với người giàu có các chị ha, cái khởi đầu á, là họ sẽ tiết kiệm 10% thu nhập, tôi tiết kiệm 10% thu nhập và sinh hoạt bằng 90% còn lại. Người thành công thì họ trả lương cho mình đầu tiên. Đây là cái công thức khá là đơn giản dành cho các anh chị khởi đầu. Trước khi mình thanh toán bất kỳ những cái chi phí nào, thì người người thành công họ luôn để ra 10% tổng thu nhập để họ tiết kiệm, họ đầu tư cho một tương lai huy hoàng về tài chính. Họ đầu tư tiền một cách rất là thông minh, giám sát các khoản tiết kiệm của mình thường xuyên ở nhà và đặt ra những mục tiêu thực tế. Còn hồi xưa cái chị, khi mà Diễm chưa biết điều này là có bao nhiêu mình đi làm có bao nhiêu tiền là chi tiêu hết, chi tiêu nữa mà không đủ luôn, nhưng mà đối với những người giàu có thì chị họ luôn trích ra ít nhất là 10% để họ trả cho mình trước cho một tương lai huy hoàng về tài chính, y chang như là một cái con gà đẻ trứng đúng không ạ, gà đẻ 5 trứng. Đối với người chưa giàu có thì sao ạ,
thì họ ăn hết năm trứng, đâu được đôi khi khách tới nhà không có trứng đãi, qua nhà hàng xóm vay để đi đại khách. Đây là thôi ăn hết trứng của mình xong thời gian chưa đủ đi đi, đi mượn ăn tiếp, đối với người chưa giàu rồi ạ. Còn đối với người giàu có thì sao ạ? Ok, họ cũng có con gà đẻ năm trứng nhưng mà họ chỉ ăn sao ạ, chỉ ăn ba trứng thôi, để ra hai trứng họ đi ấp, đi ấp hay chị đi ấp thì hai trứng nó lại tiếp tục, sao khi mà đi ấp thì nó lại nở ra đúng không ạ, và nó lại tiếp tục, nó lại lớn lên và nó lại đẻ trứng, và người giàu mà cứ tiếp tục làm như vậy. Vậy thì thông qua câu chuyện này mình học bài học gì là người giàu với người chưa giàu có thì ai cũng phải đi làm và có một công việc nào đó để có tiền, và ai cũng phải có một công việc đó, con gà đó các chị, ai cũng phải có một cái công việc nào đó để có tiền. Nhưng mà đối với những người chưa giàu thì khi mà họ có tiền xong thì họ tiêu xài thói quen đấy chị, tiêu xài xong thì cái phần còn lại mới tiết kiệm, nhưng mà tiết kiệm á, là để lo cho cái phòng ngừa rủi ro chứ không phải tiết kiệm để đầu tư, tiết kiệm phòng ngừa rủi ro. Hồi xưa Diễm hay được dạy lắm, đi làm tiết kiệm để dành tiền nha con, để phòng để lỡ đâu mà trái gió trở trời các thứ thì mình có tiền. Thế là mình cũng tin vậy luôn, cái số tiền tiết kiệm của mình với sứ mệnh là để phòng ngừa rủi ro, thì theo các anh chị điều gì tới ạ? Luật hấp dẫn, ok, bạn phòng ngừa rủi ro tới, và bằng cách gì của cái số tiền nó cũng không cánh mà bay, nó cũng bay hơn năm, nó bay vô chuyện này hoặc là bay vô chuyện kia, cuối cùng là quay lại là vẫn không có tiền. Nhưng đối với người giàu sao ạ? Ừ, họ có một công việc họ có tiền nha chị. Tới bước thứ hai đó là họ tiết kiệm, họ tiết kiệm để chi ạ? Để tương lai, cho họ đầu tư cho một tương lai huy hoàng về tài chính của mình, và cái bước cuối cùng là phần còn lại mới tiêu xài. Nó chỉ hơi ngược chút, nó hơi ngược khúc giữa có tiền xong tiêu xài hoặc là có tiền để tiết kiệm và tiết kiệm để đầu tư gia tăng tài sản, nó ngược. Nên là chúng ta hãy, các chị mới bắt đầu xây dựng cho mình thói quen này nha, 10% ít nhất trong cái thu nhập của các anh chị mỗi tháng mình phải để riêng ra dành cho cái tương lai huy hoàng tài chính của mình. Cái đó được gọi là quỹ tự do tài chính đó. Tại sao mỗi ngày các anh chị bỏ quỹ tự do tài chính đó mà? Đầu tiên là rèn luyện cho các anh chị thói quen. Khi mình có thói quen rồi thì sao? Thì mỗi tháng mình trích nhiều hơn. Thay vì mỗi ngày mình chỉ bỏ 5 ngàn, 10 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn hiện tại bỏ quỹ tự do tài chính để mình tạo thói quen. Sau khi mà các anh chị có thói quen rồi thì mỗi tháng mình sẽ trích ra nhiều hơn. Có thể ban đầu là 10%. Khi mà thu nhập của các anh chị tăng lên thì các anh chị gia tăng 20%. Thu nhập của mình mà càng tăng cao nữa thì các anh chị có thể bỏ vào quỹ tự do tài chính 30% mỗi tháng. Nhưng mà điểm khởi đầu là 10%, được không ạ? Khi mà thu nhập càng gia tăng thì mình là để càng nhiều hơn các anh chị ha. Cho vào cái quỹ tự do tài chính. Cái quỹ đó chúng ta không dùng để tiêu xài. Có một số các anh chị hỏi Diễm mà em ơi, cái quỹ tự do tài chính của chị nhiều tiền rồi, chị cho con chị đi chơi được không? Cho con chị ăn bánh kẹo gì đó được không? Trời ơi, quỹ tự do tài chính mà ăn bánh ăn kẹo gì? Cái quỹ đó là để đầu tư ghê chị, để cho một tương lai huy hoàng về tài chính của mình. Ok chị ha, nên làm nè, có bao nhiêu số các anh chị đây đã ổn định nha. Bắt đầu chúng ta sẽ có một cái quỹ tự do tài chính và ít nhất mỗi tháng là 10%. Và có một số các chị bảo Diễm như này, em ơi bây giờ thu nhập của chị không đủ để ăn, lấy gì chích ra 10%. Nếu mà đối với trường hợp anh chị là hiện tại mà thu nhập không đủ để dùng nữa thì sao ạ? Thì chúng ta hãy rèn luyện cái thói quen bỏ quỹ tự do tài chính mỗi ngày, đồng hành cùng với lại câu lạc bộ để phát triển tư duy lên, để mình gia tăng lên cái thu nhập của mình mỗi tháng đấy chị. Mình học được những cái tư duy của người giàu, thay đổi lại những cái thói quen, biết cách kiểm soát tiền bạc và quản lý tiền bạc của mình tốt hơn, gia tăng dòng tiền á. Cái chị có quyền lựa chọn mà, ai kêu cái chị lựa chọn một công việc mà thu nhập có 10 triệu một tháng chi, giờ đó quyết định đi, có một công việc nào đó thu nhập 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, tỷ không giới hạn, ra quyết định đi là có nha các chị nha. Lúc đó các chị sẽ chích ra 10% cái chị chi tiêu luôn, có nghĩa là khi mà thu nhập cái chị 100 triệu, các chị có thể chi tiêu 10 triệu. Khi mà tăng lên, nếu mà các chị muốn lên nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống của mình đúng không ạ, tăng lên thu nhập 500 triệu một tháng đi, tháng cái anh chị chi tiêu 50 triệu, 60 triệu ngon lành luôn, vui vẻ luôn đấy chị. Làm được không ạ? À? Được. Quan trọng là cái chị có dám đó quyết định hay không thôi. Khi mà cái chị dám ra quyết định và cái chị nuôi dưỡng quyết định của mình thì cái điều đó trở thành sự thật. Như Diễm hồi xưa cũng vậy thôi chị. Diễm hồi xưa đi làm đủ ăn, lấy gì mà bỏ quỹ tiêu tài chính 10%. Nên là thành ra là tại sao con bộ hướng dẫn cho các anh chị mỗi ngày bỏ bao nhiêu cũng được đó.
để đầu tiên rèn luyện thói quen trước. Và Diễm đồng hành cùng câu lạc bộ trong chương trình 60 ngày cuộc đời, chương trình chặt phá vàng, mình ra quyết định là bây giờ thu nhập của mình phải tăng lên ít nhất cũng phải 90 con số một tháng. Và khi mà Diễm ra quyết định như vậy thì bây giờ nó cũng đã trở thành sự thật. Thì các chị nha, bước khởi đầu là hãy ra quyết định đi. Mình biết được à, đây cái hành trình của người giàu có rồi đó, và mình hãy ra quyết định ha, để sau này mình cũng có được cái cuộc sống như vậy nha các chị nha. Có một câu chuyện như này các chị, khi mà các anh chị để một cái chuối và các anh chị để tiền trước mặt một con khỉ, thì theo cái chị, con khỉ nó chọn gì ạ? Con khỉ nó chọn gì các chị? Con khỉ nó chọn chuối vì nó không biết rằng tiền có thể mua được rất nhiều chuối. Nó chọn một trái chuối thôi nhưng mà nó không biết rằng là cái số tiền bên cạnh nó có thể mua được rất nhiều chuối. Đúng không ạ? Hoặc là nếu như mà mình để sức khỏe với lại tiền trước mặt một người nào đó thì theo cái chị họ chọn gì ạ? Họ chọn tiền. Nhưng mà họ không biết rằng là khi mà họ có sức khỏe thì họ sẽ tạo ra được rất nhiều tiền. Nên là có nhiều cái yếu tố các chị, vô hình, nhiều yếu tố vô hình nhưng mà nó tạo nên yếu tố hữu hình. 90% yếu tố vô hình sẽ tạo nên yếu tố hữu hình. À, các chị ha, khi mà chúng ta đồng hành cùng với câu lạc bộ thì các anh chị sẽ bắt đầu biết đầu tư cho bản thân của mình một cách đúng đắn, làm sao để mình tạo có thể tạo nhiều của cải tài sản nhất có thể các chị nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rắc bộ phép màu cho ngày mới, và các anh chị sẽ cùng nhau biết ít nhất là 10 điều biết ơn để chúng ta nuôi dưỡng tình yêu thương của mình ha. Là chúng ta nhắm mắt lại và mình rắc bộ phép màu nha chị. Cảm ơn cả nhà.
ta cùng nhau hình dung tưởng tượng về bức tranh toàn 9 tháng 1 các anh chị nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2023. Tôi có lợi nhuận là 1. Tôi là người thành công, giàu có, khỏe mạnh, tràn ngập tình yêu thương, lòng biết ơn và hạnh phúc trọn vẹn trong suốt cả cuộc đời. Cảm ơn và cảm ơn. Bây giờ chúng ta có thể mở mắt ra, vươn vai, giữ người và quay trở lại đây cho chị ơi. Tuyệt vời. Bây giờ thì anh chị nào mà chúng ta mà có việc thì các anh chị có thể out Zoom và các anh chị sẽ tự viết lòng biết ơn. Anh chị nào mà chúng ta có thể ngồi đây thì diện với các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau viết ít nhất là 10 điều mình biết ơn trong cuộc sống nha, để mà chúng để chúng ta thể nuôi dưỡng tình yêu thương, cũng như là mình sẽ chuyển đổi cái tần số cảm xúc của mình sang tần số đón nhận. Khi mà các anh chị chuyển đổi tần số cảm xúc của mình sang đón nhận thì chúng ta sẽ thu hút được rất là nhiều những cái nguồn lực đến để giúp cho mình hoàn thành mục tiêu nha các anh chị. Thầy cảm ơn cả nhà, chúng ta bắt đầu viết ạ.